Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin. Sau đây là phần tin châu Á. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang triển khai tàu chiến và oanh tạc cơ ra Trường Sa. Trung Quốc đã triển khai tàu chiến và máy bay ném bom tới các căn cứ mà họ chiếm đóng tại quần đảo Trường Sa. Hình ảnh vệ tinh và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trong hành động phô trương sức mạnh quân sự mới nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trang mạng American Military nói, máy bay ném bom loại H-6G và H-6J của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tức PLA, thực tập cất cánh vào ban đêm và tiếp tục trên không. Nhưng các chuyên gia nhận định rằng, mục tiêu của các cuộc diễn tập này là để kiểm tra sức dẻo dai chịu đựng của phi công trong những chuyến bay dài. Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận các cuộc diễn tập hồi đây với báo The South China Morning Post, nói rằng đây là một hoạt động huấn luyện thường lệ nhằm nâng cao khả năng chiến đấu. Nhưng bản tin của Bernard News lưu ý rằng động thái này diễn ra trước cuộc tập trận Greenpeace, vành đai Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lãnh đạo, có sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực. Đây có phải là Trung Quốc diễn tập để tấn công hàng không mẫu hạm Mỹ hay không? Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc có khả năng mang phi đạn chống hạm. Ông Colin Colt, một nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, nói với báo South China Morning Post rằng các oanh tạc cơ này có thể huấn luyện để ứng phó trong nhiều tình huống, kể cả tấn công các nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hải quân Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc còn cho biết các chiến đấu cơ hiện đại của họ thuộc quân khu miền Nam đã bay tới căn cứ đảo Subi vào tuần trước. Bernard News nói, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã trình chiếu một video tài liệu quay cảnh một phi đoàn không quân của PLA tham gia diễn tập hồi cuối tuần. Trong một đoạn video, bốn chiến đấu cơ Su-30MKK diễn tập tiếp nhiên liệu trên không trong chuyến bay dài 10 giờ đồng hồ tới đảo Subi. Đảo đá Subi chỉ cách đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát có 13 hải lý. Đảo Thị Tứ mới được tân trang, xây lại phi đạo, nhưng không thể nào so được với các phương tiện trên đá Subi, nơi có đường bay dài tới 3.000 mét, trang bị đầy đủ radar và thiết bị liên lạc. Trong khi đó, thì thái độ bất nhất của Tổng thống Philippines Duterte, tàu cảnh sát biển Trung Quốc cũng như các tàu của dân quân hàng hải Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ngoài khơi Philippines. Tổng thống Rodrigo Duterte của nước này thừa nhận nước ông không đủ sức mạnh để đối đầu với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc đòi chủ quyền, chúng ta nói nơi đó là thuộc chủ quyền của chúng ta. Trung Quốc có vũ khí, chúng ta không có vũ khí, cho nên họ đang chiếm đóng vùng lãnh thổ đó. Phát biểu đó của Tổng thống Philippines Duterte trong bài diễn văn về tình trạng đất nước hàng năm đã bị phê bình là chủ bại. Ông Duterte thường xuyên có những tuyên bố bất nhất về cuộc tranh chấp Biển Đông và việc đối đầu với Trung Quốc. Mới đây, Trung Quốc còn điều hai tàu chiến tới đá Vành Khăn nằm cách đảo Palawan của Philippines 150 hải lý. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hai tàu chiến 054A và 056 của Trung Quốc có mặt nơi này. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số tàu tiếp liệu ra vào nơi này. Trong lúc này thì Mỹ và Úc khẳng định lập trường Biển Đông. Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc liên tục kèn cựa nhau trong Biển Đông. Luật pháp quốc tế về nguyên tắc vẫn coi đá Vành Khăn là một bãi cạn, nhô lên khi thủy triều thấp. Nhưng Trung Quốc đã xây nơi này thành đảo nhân tạo lớn nhất của họ và biến đảo đá Vành Khăn thành một căn cứ quân sự đầy đủ với một cảng lớn và đường băng dài. Military.com dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc, ông Ren Guoyang, nói rằng các cuộc diễn tập với máy bay ném bom là một phần của công tác huấn luyện quân sự thường lệ để nâng cao năng lực chiến đấu. Ông tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở biển Nam Trung Hoa và cho rằng các cuộc diễn tập của Hải quân Hoa Kỳ gần đây với hai nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz là chứng cứ cho thấy thái độ bá chủ của Mỹ trong khu vực. Thông báo của Hoa Kỳ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, bác bỏ đòi hỏi của Trung Quốc đòi công nhận vùng biển quốc tế từ các đảo do họ chiếm đóng
phù hợp với phán quyết của Tòa án trọng tài năm 2016. Sau động thái của Mỹ, chính phủ Úc cũng chính thức bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Tiếp theo, sau nhiều nước đã lên tiếng tán thành quan điểm của Mỹ và Úc, trong đó có Việt Nam, Indonesia và Philippines. Liên quan đến giữa Úc và Trung Quốc, căng thẳng thương mại giữa hai nước này tiếp tục leo thang. Căng thẳng thương mại giữa Canberra và Bắc Kinh tiếp tục leo thang khi Trung Quốc lại vừa mới đưa ra thông báo tạm dừng nhập khẩu lúa mạch của một trong những nhà xuất khẩu lúa mạch lớn nhất của Australia vì lý do có chứa cỏ dại có hại. Truyền thông Australia cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 1 tháng 9 vừa qua. Hải quan Trung Quốc cho hay đã quyết định đình chỉ nhập khẩu lúa mạch từ tập đoàn CBH vì cỏ dại có hại được phát hiện trong sản phẩm nhập khẩu và đã thông báo quyết định trên cho các cơ quan chức năng của Australia. Tập đoàn CBH có trụ sở tại thành phố Perth, bang Tây Australia, là doanh nghiệp nông nghiệp thứ hai của Australia bị ảnh hưởng trong vòng 4 ngày sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu sản phẩm của một lò mổ ở bang Queensland với lý do hải quan nước này phát hiện một loại thuốc dùng để điều trị nhiễm trùng mắt ở chó và mèo trong sản phẩm thịt bò của lò mổ trên. Các lệnh cấm nêu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo hôm 27 tháng 8 rằng ông sẽ trình lên Quốc hội một đạo luật nhằm hủy bỏ những thỏa thuận với chính phủ nước ngoài được cho là đi ngược lại lợi ích quốc gia. Trong đó có thỏa thuận của bang Victoria tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Căng thẳng thương mại giữa Australia và Trung Quốc đã xảy ra trong nhiều tháng sau khi ông Morrison kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Phản ứng lại lời kêu gọi này của ông Morrison, hồi đầu tháng 5 năm nay, đại sứ Trung Quốc tại Australia đã đe dọa tẩy chay các sản phẩm và ngành công nghiệp của nước này. Từ Nhật Bản, ông Abe quả quyết, liên minh Nhật-Mỹ vững mạnh. Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người kế nhiệm ông sẽ tiếp tục tăng cường liên minh Nhật-Mỹ. Ông Abe cho biết như trên trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm đầu tuần, để ông giải thích về quyết định từ chức của mình. Hai nhà lãnh đạo điện đàm trong khoảng 30 phút. Thứ Sáu tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản đã tuyên bố sẽ từ chức vì lý do sức khỏe. Ông cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã hợp tác giúp quan hệ Nhật Bản và Mỹ vững mạnh hơn bao giờ bằng sự tự tin tưởng lẫn nhau giữa hai lãnh đạo. Ông Abe nói rằng hai bên đã có một số cuộc hội đàm trực tiếp qua điện thoại. Ông Abe cũng bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ về an ninh trong bối cảnh Tokyo đang soạn thảo chiến lược phòng thủ tên lửa mới. Tại Nhật Bản, quan ngại về an ninh đang ngày càng gia tăng khi Bắc Triều Tiên tăng cường năng lực tên lửa đạn đạo của nước này. Ông Abe cũng đề nghị Tổng thống Trump tiếp tục hỗ trợ giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc. Hai nhà lãnh đạo thống nhất đồng ý hai nước sẽ hợp tác trong việc phát triển phương thức điều trị và bào chế vaccine chống virus corona. Ông Suga chờ ấn định lịch trình rồi mới tuyên bố tranh cử là bản tin kế tiếp. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide có thể sẽ chờ cho đến khi thống nhất được cách thức và thời điểm lựa chọn người kế nhiệm Thủ tướng Abe Shinzo thì mới công bố ý định tranh cử chức Thủ tướng. Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, cầm quyền sẽ đưa ra quyết định phương thức lựa chọn lãnh đạo tiếp theo. Thông thường thì toàn bộ nghị sĩ và các đảng viên LDP trên toàn quốc sẽ phải bỏ phiếu để chọn chủ tịch đảng. Tuy nhiên lần này, ban điều hành đảng sẽ không tổ chức bỏ phiếu toàn quốc mà dự kiến sẽ chọn lãnh đạo tại phiên họp toàn thể các nghị sĩ đảng LDP thuộc hai viện quốc hội vào một thời điểm nào đó trong khoảng từ 13 đến 15 tháng 9. Cũng từ Nhật Bản, công nghiệp Nhật đang tăng trong 2 tháng liên tiếp. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng mạnh trong tháng 7 do các nhà máy tiếp tục khôi phục hoạt động sau tác động của đại dịch virus corona chủng mới. Bộ Công nghiệp cho biết trong tháng 7, sản lượng tăng 8% so với tháng trước đó, đánh dấu tăng 2 tháng liên tiếp. Các công ty sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô
tăng sản lượng cho thị trường nước ngoài. Họ buộc phải cắt giảm sản lượng do đại dịch COVID-19 khiến cầu giảm trên toàn cầu. Dự kiến sản lượng sẽ tiếp tục tăng 4% trong tháng 8 và 1,9% trong tháng 9. Theo giới chức bộ, xu hướng hồi phục có thể sẽ tiếp diễn trong thời điểm hiện tại, nhưng giới chức cũng muốn theo dõi chặt chẽ tác động của đợt bùng phát virus mới tại Nhật Bản. Quay sang biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, xuất hiện 35 ngôi mộ chôn lính Trung Quốc tử vong trong xung đột biên giới với Ấn Độ. Theo tờ Times of India, đây là bằng chứng đầu tiên về thương vong của quân đội Trung Quốc trong cuộc xung đột biên giới với Ấn Độ ở thung lũng Galwan hôm 15 tháng 6 vừa qua. Gần 50 ngày sau cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan, bằng chứng về thương vong của quân đội Trung Quốc POA dường như đã lộ diện khi hình ảnh về những ngôi mộ chôn cất binh sĩ POA được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo kênh truyền hình Times Now, mặc dù Ấn Độ đã có bằng chứng về 35 trường hợp thương vong từ phía Trung Quốc, nhưng những bức ảnh đề cập ở trên đã chứng minh con số binh lính POA tử vong có thể còn lớn hơn dòng chữ khắc trên một trong những tấm bia mộ bằng tiếng quan thoại có nội dung mộ liệt sĩ Chen Sang-rong, tiếng Việt là Trần Tường Dung, binh sĩ đơn vị 69316, trung đoàn 13 thuộc quân khu Nam Tân Cương, quân giải phóng dân sinh Trung Quốc. Sinh tháng 12, 2001, quê ở huyện Bình Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới với Ấn Độ vào tháng 6, 2020. Theo tờ Times of India, đây là bằng chứng đầu tiên về thương vong của Trung Quốc trong cuộc xung đột biên giới với Ấn Độ ở thung lũng Galwan hôm 15 tháng 6 vừa qua. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam có các tin chính như sau. Bực mình về yếu tố Trung Quốc, dư luận người dân Việt đòi đóng cửa hai khu du lịch gần Đà Lạt. Ngành nail California bất mãn vì chưa được phục vụ khách trong nhà.